Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các quý vị đồng nghiệp, tôi xin đại diện cho khoa nhi bệnh viện Bạch Mai báo cáo một cái đề tài nghiên cứu của khoa nhi, đó là kết quả điều trị thở máy xâm nhập ở trẻ sơ sinh và các yếu tố liên quan từ các bệnh lý ở mẹ tại bệnh viện Bạch Mai. Chúng ta cũng được biết là tỷ lệ tử vong của cái trẻ ở dưới 5 tuổi hiện tại chúng ta cũng còn rất là cao. Theo WHO và UNICEF năm 2016 thì cái tỷ lệ tử vong mà của trẻ sơ sinh là có 26 triệu trẻ sơ sinh tử vong, tính tương đương là khoảng 7.000 trẻ một ngày, trong đó 75% chiếm 75% so với trẻ dưới 1 tuổi. Và có rất là nhiều nguyên nhân mà gây ra cái tỷ lệ tử vong ở cái trẻ sơ sinh ở cái lứa tuổi này. Thì trong đó thì cái nguyên nhân về cái suy hấp đó là cái chiếm cái tỷ lệ rất là cao. Trong cái nghiên cứu của Nguyễn Thành Nam năm 2013 đến 2015 thì tỷ lệ tử vong mà của thở máy xâm nhập ở trẻ sơ sinh nó là chiếm đến 31%. Và trong các cái nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ của các cái kết quả điều trị về cái thở máy về điều trị siêu hấp thì bệnh lý của người mẹ cũng là một trong những cái yếu tố nguy cơ mà chúng tôi đang cần cái nghiên cứu và tìm hiểu với cái mô hình tại ở bệnh viện Bạch Mai. Đó là một bệnh viện đa khoa mà vừa có hệ thống nội khoa, ngoại khoa và các cái chuyên ngành rất là phát triển, thì nên cái tỷ lệ mà cái bà mẹ có cái bệnh lý vào điều trị tại bệnh viện Bạch Mai của chúng tôi rất là nhiều, rất là lớn, nên cái tỷ lệ mà trẻ bị suy hô hấp ngay sau sinh rất là cao, nên chúng tôi cũng có những cái đề tài nghiên cứu để đánh giá xem cái nguyên nhân mà thở máy kết quả điều trị xâm nhập và xác định được cái nguyên nhân và các yếu tố nguyên quan mà ảnh hưởng đến kết quả điều trị thở máy xâm nhập ở trẻ sơ sinh sau khi sinh tại bệnh viện Bạch Mai. Về đối tượng nghiên cứu thì chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu trong vòng 10 tháng từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên trong cái giai đoạn này thì chúng tôi cũng bị mất khoảng 4 tháng là trong cái dịch Covid, đâm ra bệnh nhân cũng có phần hạn chế. Thì chúng tôi sẽ thu nhập được là 51 trẻ sơ sinh và điều trị thở máy xâm nhập tại khoa nhi bệnh viện Bạch Mai. Với cái nghiên cứu là nghiên cứu theo phương pháp mô tả cắt ngang, được các cái chỉ số nghiên cứu được lấy theo các cái bệnh án mà chúng tôi đã thiết lập ra theo một cái thống nhất chung trong toàn khoa của khoa nhi bệnh viện Bạch Mai. Về chẩn đoán siêu hấp sơ sinh thì chúng tôi đã tiếp cận bệnh nhân ngay từ khi mà bệnh nhân sau sinh, đó là trong cái liên kết sản nhi, là chúng tôi hồi sức sơ sinh ngay sau sinh đối với những cái bà mẹ hoặc là những cái trẻ sơ sinh mà có yếu tố nguy cơ cao. Do vậy là những cái trẻ mà được ngạt, chúng tôi cấp cứu hồi sức ở trên khoa sản, phòng mổ, phòng đẻ. Thì chúng tôi cũng đã có thể hồi sức và đặt nội khí quản ngay từ trên ngày phòng mổ, phòng đẻ. Chúng tôi chuyển xuống khoa nhi để tiếp tục điều trị. Cái yếu tố thứ hai mà chẩn đoán về các yếu tố lâm sàng đó là những yếu tố về rối loạn về hô hấp như là thở nhanh trên 60 lần một phút hoặc là thở chậm dưới 40 lần một phút. Có thở rên hoặc là có ngừng thở. Có thở với gắng sức, có rút lồng ngực, hõm ức hoặc là phập phồng canh mũi, tím khi thở khí trời, và đó SpO2 là dưới 95% đối với những cái trẻ mà không có nghi ngờ cái bệnh tim bẩm sinh. Khi chúng ta đo được cái khí máu thì có PaO2 nhỏ hơn 60 mét thủy ngân, SaO2 nhỏ hơn 90%, PaCO2 lớn hơn 50 mét thủy ngân hoặc là pH nhỏ hơn 7.2. Chúng tôi cũng có những cái thăm dò chức năng khác như chụp X-quang, siêu âm tim, siêu âm thóp để đánh giá tìm cái nguyên nhân mà gây bệnh là cho siêu hấp ở trẻ sơ sinh. Về cái thở máy thì chúng tôi cho thở máy đối với những cái trẻ mà có những cái cơn ngừng thở kéo dài tái phát, ít nhất là 3 cơn trong vòng 1 giờ. Mà cái cơn ngừng thở kéo dài mà thở CPAP hỗ trợ bằng các phương pháp không xâm lấn như là CPAP, NBPV, IBPV mà không có đáp ứng thì chúng tôi cũng cho thở máy xâm nhập. Hoặc là khi mà chúng tôi đo được khí máu thì có PaO2 nhỏ hơn 50 mét thủy ngân, mặc dù khi đã thử không xâm nhập, PaO2 là trên 60%. Có PaCO2 lớn hơn 60 mét thủy ngân và kèm theo pH nhỏ hơn 7.2. Đó là một số các cái tiêu chuẩn mà chúng tôi để đưa ra để chúng tôi cho bệnh nhân thở máy có thể sớm. Về phần điều trị thì chúng tôi cũng có các cái nguyên tắc điều trị, đó là ổn định về hô hấp, tuần hoàn, kiểm soát nhiễm khuẩn, điều trị căn nguyên, đảm bảo cái dinh dưỡng trong quá trình và chăm sóc và điều trị, đảm bảo với cái thân nhiệt và điều chỉnh cái nước điện giải và toan kiềm cho bệnh nhân. Với những cái can thiệp chẩn đoán, can thiệp về điều trị đấy thì chúng tôi có những cái thu nhập về số lượng, về kết quả, thì chúng tôi có
Trong thời gian 10 tháng thì chúng tôi có thu nhận được là 951 trẻ sơ sinh thở máy xâm nhập, trong số 337 trẻ sơ sinh vào điều trị tại khoa nhi vì suy hấp chiếm tỷ lệ là 15,1%. Cái tỷ lệ này là thấp hơn so với nghiên cứu của bác sĩ Nguyễn Thành Nam hoặc là Phạm Văn Đếm là cũng là sấp xỉ 30-31% vào năm 2017. Trong số 51 bệnh nhân có thở máy thì tỷ lệ bà mẹ mà có bệnh lý là chiếm đến 68,6%. Trong cái nghiên cứu của Phạm Văn Đếm năm 2017 thì tỷ lệ bà mẹ mà có bệnh lý về suy hấp là chiếm đến 74%. Như vậy là cái có sự tương đồng, khá tương đồng về cái tỷ lệ mà bệnh lý của mẹ. Về phân bố giới tính thì theo các cái nghiên cứu của các cái tác giả ở trên thế giới như Gomela hoặc là Cunningham, kể cả trong các nghiên cứu của Phạm Văn Đếm hoặc là Nguyễn Thành Nam thì cũng đều nhắc đến là cũng đều cho thấy một cái tỷ lệ là con trai là nhiều hơn con gái về tỷ lệ suy hấp. Ở trong cái nghiên cứu này thì tỷ lệ nam trên nữ là 2:1. Như vậy là cái tỷ lệ suy hấp của trẻ trai có vẻ có phần lại cao hơn ở trẻ gái. Về cái tỷ lệ về tuổi thai thì anh các đồng nghiệp cũng thấy là cái tỷ lệ mà trẻ đẻ non là cái tỷ lệ mà thứ nhất là suy hấp rất là cao và tỷ lệ bị mẹ bị bệnh cũng là rất là cao. Trong cái tỷ lệ mà của mẹ bị bệnh thì trẻ mà càng non thì mẹ có bị bệnh thì là có ý nghĩa hơn so với mẹ không bị bệnh. Tuy nhiên là cái lứa tuổi mà bị gặp nhiều nhất là từ 28 đến 37 tuần. Cái này chúng tôi cũng có thể lý giải là trong cái quá trình mà chăm sóc và theo dõi thai nghén thì các bà mẹ thì cũng đã được chẩn đoán và theo dõi tại Bệnh viện Bạch Mai về các cái bệnh lý nội khoa trước đó của người mẹ. Và chúng tôi cũng có hội chẩn liên khoa liên viện ở trong Bệnh viện Bạch Mai và cũng đưa ra những cái kết luận để theo dõi và cố gắng duy trì được cái tuổi thai lên được trên 28 tuần hay không thì cái tỷ lệ mà cứu chữa có vẻ sẽ thành công hơn rất là nhiều. Về cái cân nặng cũng như vậy ạ, thì nó cũng tương tự như là với cái tỷ lệ mà cái tuổi thai thì cân nặng là từ 1.000 đến 2.500 gram thì cũng là tính tỷ lệ là cao nhất. Và trong đó là dưới 1.000 gram là có 7 trường hợp. Như vậy là cái tỷ lệ mà đẻ cân nhẹ cân so với các cái tuổi thai nó cũng có vẻ phần tương đồng với nhau hơn. Và một số các cái bệnh lý thường gặp của bà mẹ ở trong cái nhóm nghiên cứu của chúng tôi, thứ nhất là cái tiền sản giật là gặp nhiều nhất, bất thường với nước ối như nhiễm trùng ối, rỉ ối thì cũng có khoảng 7 trường hợp. Về đái tháo đường thì có 5 trường hợp, về các cái hội chứng heo cũng là 5 trường hợp. Còn các cái bệnh lý hệ thống như là bệnh lupus ban đỏ hệ thống, bệnh suy thận hoặc là những cái trường hợp và bệnh máu cũng chúng tôi cũng gặp đến 3 trường hợp ở trong các cái nhóm nghiên cứu của chúng tôi. Như vậy cái tỷ lệ mà bệnh lý của bà mẹ là cũng rất là khá cao ở so trong cái nghiên cứu của chúng tôi là chiếm đến 68,6%. Về kết quả điều trị thở máy thì điều trị thời gian thở máy điều trị trung bình của nhóm bà mẹ có bệnh là 8 ngày rưỡi cộng trừ 7,6 ngày là cao hơn hẳn so với nhóm bà mẹ mà không có bệnh là chỉ có 4 ngày cộng trừ 3,3 ngày. Sự khác biệt này rất là rõ ràng và cũng này cũng thấp hơn so với nghiên cứu của Vũ Thu Nga năm 2018 là của Vũ Thu Nga là 9,614 cộng với trừ là 11 ngày. Cái này cũng đó cũng là có một cái khác biệt tại vì cái bệnh nhân của tác giả Vũ Thu Nga là cũng lấy tại các cái trung tâm nhi khoa lớn thì cái việc mà chúng tôi tiếp cận bệnh nhân được ngay từ đầu có vẻ cũng được không được như ở khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai của chúng tôi, bệnh nhân vẫn phải có chuyển viện từ các cái cơ sở khác đến thì cái thời gian mà tiếp cận được điều trị tích cực ngay từ đầu nó sẽ cũng có thời gian nó sẽ không được đảm bảo sớm hơn. Về kết quả điều trị thở máy thì thở máy thành công ở cái nhóm mẹ có bệnh thì cao hơn là nhóm mẹ không có bệnh, là nhóm mẹ có bệnh là chiếm đến 93,8%, còn nhóm mẹ không có bệnh thì suy hấp chỉ có 86,6%. Và cái tỷ lệ và tử vong là của cái nhóm mà trong cái điều trị thở máy xâm nhập như này là 9,8%, thì kết quả này là thấp hơn kết quả của tác giả Nguyễn Thành Nam là 31% là vào từ năm 2013 đến 2015 và Praha là 25%.
cái tỷ lệ thất bại như này thì đó cũng là một cái dấu ấn để chứng tỏ là cái tiến bộ ở trong cái công tác điều trị về chăm sóc tích cực và điều trị thở máy là có những cái cải thiện rất là tốt. Và mối liên quan giữa cân nặng lúc sinh và cái thở máy thì chúng ta cũng thấy là những cái trẻ mà càng nhẹ cân thì lại tỷ lệ thành công lại khá cao, tốt hơn là những cái trẻ mà cân nặng là lớn hơn 2.500. Tuy nhiên là cái tỷ lệ thành công là tương đương là tốt, đây là cũng một cái dấu ấn của chúng tôi. Về cái nguy cơ mà cái tiền sử mẹ bị bệnh với tiền sử thai nghén bất thường thì nó cũng có sự khác biệt. Rõ ràng là những người mẹ có bệnh và cộng với tiền sử thai nghén thì cái tỷ lệ mà suy hấp hoặc tỷ lệ suy hấp sẽ nhiều hơn là 3,2 lần so với cái bà mẹ mà không có bệnh. Đó là những một trong những cái nét mà chúng tôi đã tìm ra được ở trong cái nghiên cứu này. Về phần kết luận thì qua nghiên cứu 51 trẻ sơ sinh được điều trị bằng thở máy xâm nhập tại khoa Nhi Ngày Mai, chúng tôi nhận thấy là trẻ sinh ra mà có thời gian bị bệnh thừa máy xâm nhập thì trung bình sẽ cao hơn và tỷ lệ thành công thấp hơn ở những cái bà mẹ mà có yếu tố bệnh lý. Và qua những cái nghiên cứu này thì chúng tôi có một cái kiến nghị là được triển khai mô hình liên kết sản nhi tại các bệnh viện đa khoa và nơi có các hệ thống điều trị nội khoa hoặc là các cái chuyên khoa khác để chúng ta cùng nhau mà điều trị và chăm sóc những cái bà mẹ mà có cái mong muốn được cái thiên chức là bà mẹ. Và cái này thì Phó giáo sư Dũng của chúng tôi cũng có rất là nhiều kinh nghiệm và tâm huyết về cái vấn đề này. Thì cũng xin ý kiến những cái ý kiến chia sẻ của thầy Dũng. Tôi xin trân trọng cảm ơn.